Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong một buổi tối cuối tuần. Chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhá. Đấy, hôm nay anh em thấy không, tôi rất là uy tín. Đấy, rất là uy tín nhá. Sáng nay có hứa với anh em là tối nay ra thêm một clip nữa, là y như rằng là tối là ra. Mà cái clip buổi tối này tôi nói thật với anh em là tôi cực kỳ là đầu tư đấy. Đầu tư về mặt nội dung này, gameplay, đấy, kỹ năng, rồi đầu tư về mặt hình ảnh bằng cách là tập trung vào edit rất là nhiều về các hiệu ứng âm thanh cũng như hình ảnh. Nên chắc chắn là cái clip vào buổi tối thứ bảy nó sẽ là một cái clip mà rất là hay anh em nhé. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Đừng quên nếu anh em thấy hay ấn like cho tôi nhé. Đấy, và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Tú Lê đã đăng ký gói hội viên mới ở kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn anh em. Rồi, ở trong bộ truyền thuyết ở trong trận đấu này thì Goblin là rất mạnh ở trong trận đấu này. Anh em có thể thấy là ở đây có bom của máy bay và cái bộ 5 tiền thì rất nhiều những cái con bắn trưởng. Nếu mà Goblin nó có một cái thiếu gì ở trong trận đấu này thì nó chỉ thiếu con ca lông thôi. Nó chỉ thiếu một con ca lông để gây đam vật lý, nhưng mà có thể thay thế bằng con ngộ không ở trong trận đấu này cũng rất mạnh. Đấy là chưa kể nhá, trong trận đấu này này, nếu mà chơi tôn ngộ không ấy là nó kết hợp với 6 goblin là nó rất trâu rồi. Sau đấy nếu mà chúng ta kẹp thêm gấu vào sao, nếu mà có 3 meteorite thì phải nói là con ngộ không nó sẽ trở thành một cái con tề thiên đại thánh bất tử mất. Với 3 meteorite giảm 35% sát thương nhận vào của con ngộ không, sau đó lại còn được cộng giáp nữa, cộng 15 giáp với cái lượng hồi máu ở trên dây rất khỏe, trâu lắm. Chơi như thế thì chắc là ngộ không nó phải gọi là bất tử đấy trong trận đấu này. Đấy, thế là chúng ta cứ câu gấu nha anh em nhá, cứ cho gấu vào câu, biết đâu đấy lại ra gấu bố, ra con gấu cụ ấy, xong rồi kết hợp với cả 3 meteorite được. Đấy là vẫn còn thừa một slot nhá, thừa một slot nữa thôi. Là cái slot là 6 goblin kết hợp với cả 3 meteorite là vẫn thừa một slot cho một con gấu nữa vào. Đấy, đúng không? Rồi, để xem nào, xem có được không nào. Bán đi, up cấp. Ok, trận này chơi goblin rất ngon nhá. Lấy đồ luôn. Rồi, ui rồi ôi, này ra có gấu 2 thua rồi. Con Heaven Bomber của tôi lại bị bớ vào sớm. Càng đấy. Rao này up cấp nhưng vẫn thua này. Ơ, có thua không? Không 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 không, chưa chắc thua. Chưa chắc thua. Chưa chắc thua. À không, thua rồi anh em ạ. Có giáp rồi á, thua không? Có giáp, có giáp, có giáp, có giáp. Có giáp, có giáp, có giáp, có giáp, có giáp, có giáp. Ui không được. Cái giáp này nhưng mà nó con zipper của nó là đánh sát thương thuần anh em ạ. Không ăn thua. Từ từ nhá. Hơi đen nhỉ, hơi đen, hơi đen, hơi đen, hơi đen. Chưa được, chưa được, chưa được, chưa được. Thế này lại thấy không ổn rồi anh em ạ. Heaven Bomber lên 2 sao thì mới ổn được. Bây giờ tầm này lại thấy đuối rồi. Đúng rồi, up cấp hơi vội, up cấp hơi vội. Lẽ ra để ở level 4 ấy, có một cái kinh nghiệm là nếu mà để ở level 4 ở cái round vừa rồi ấy thì là cái tỷ lệ ra một tiền nó sẽ cao hơn anh em ạ. Và nó sẽ ra được cái con Heaven Bomber dễ hơn cho tôi. Đấy. Nhưng mà bởi vì là tôi up cấp nên là cái tỷ lệ nó đã giảm xuống rồi. Tỷ lệ một tiền đã giảm xuống và tỷ lệ 2 tiền nó tăng lên. Tỷ lệ 3 tiền nó có tỷ lệ 3 tiền và tỷ lệ 4 tiền ở đây. Ở level 5. Ôi chết rồi. Thế là nếu mà nó không ra là con Heaven Bomber là có khi là lại phải chơi Echo ấy anh em ạ. Ủa? Ăn được thằng này này? Ăn được không? Rồi nhưng mà bây giờ chưa có công nghệ. Bây giờ nó chỉ là Goblin thôi, nó vẫn chưa có make anh em ạ. Đam thì to đấy nhưng mà nó chưa có 2 sao thì cũng chỉ thắng trận thắng nhận thua thôi.
Ôi rồi ôi, lừa rồi, lẽ ra phải chơi Clay anh em ạ. Chơi Clay mới đúng. Ra bao nhiêu ở Clay từ đầu game đến giờ luôn á. Trời chết tôi rồi. Nhầm rồi, Goblin ơi là Goblin. Ôi rồi, nhìn cái bộ truyền thuyết xong rồi là bị đam mê ấy. Kiểu bom máy bay, có bom có cả máy bay. Thì làm sao mà thoát được bộ Goblin Max. Nhưng mà trận này tôi thấy là có nhiều thằng chơi cái bộ đấy. Chỉ nó chơi mết nhỉ. Chưa không? Trận này nhiều thằng chơi Goblin mà mình không ra Goblin, mình chuyển sang chơi mết. 9 mét thì sao? Vẫn không ăn thua anh em ạ. Rao thắng rao thua. Thôi là rồi thì cũng mất ít máu đấy vậy. Sợ quá. Ôi, bài ra chán thế. Chán thật đấy. Vội rao ra một kiểu đấy anh em ơi. Cay thật. Thành eco rồi này anh em này. Thế bài này thành eco rồi. Không đánh được. Bài này đâu đánh được đâu. Chán thế nhở. Ra lại Hunter xong lại Light. Nhưng mà đồ, vấn đề đó cái chỗ đồ ấy anh em. Đồ chốt đồ thôi. Chốt đồ chơi Goblin hoặc là chơi chơi bắn trưởng thôi. Chứ còn chơi bây giờ chơi mà chơi cái chuyển sang đánh vật lý thì lại bây giờ không có đồ. Thế như này. Chứ còn nếu mà tôi chốt thì chắc là nếu mà chốt đồ vật lý tôi đã chơi Clay từ đầu rồi. Cái thằng Vũ Thành cái tên nghe quen đấy nhở. Hình như trước đây gặp tôi rồi. Anti phải. Đấy anh em thấy không? Đúng rồi. Ui dồi ôi. Gặp thằng Anti ở đây này. Đấy nó chửi tôi này. Vãi lái chưa. Trận này lại gặp thằng Anti rồi. Thằng này trước đây gặp rồi anh em ạ. Còn gặp bao giờ tôi cũng đéo nhớ. Nhưng mà đại loại là gặp mấy thằng nó chửi tôi thì tôi nhớ dài phết đấy. Đấy tôi nhớ vẫn dài lắm ấy. Mấy cái thằng chửi tôi này là trận này đúng không. Thằng Vũ Thành là chơi là gì. Chơi eco chưa biết là nó chơi gì. Hơi kệ mẹ nó đi. Anh em ạ, từ từ đã. Bây giờ mình cứ lo cái thân mình đã. Bây giờ chưa xong cái này. Bây giờ còn chưa biết chơi gì này. Đen quá. Hy vọng là giữ được máu. Trời ơi. Thôi chết đi. À đúng rồi. Chưa. Rồng mập còn sống. Đúng rồi. Hay quá. Giết một con nữa. Được. Thôi thế thôi. Lọt 3 máu. Một con nữa được không? Một con nữa. Ui rồi không được. Thôi không sao, nhưng mà cũng lọt ít là được. À đây rồi, hai gấu ấy rồi anh em ơi. Thế thì có cơ hội. Mày không đi làm à Tuấn? Ôi, tự nhiên lại quan tâm. Ôi, xúc động quá. Hôm nay nghỉ bạn ạ, hôm nay nghỉ. Thế sao mày đéo đi làm, mày hỏi tao? Ôi, nghỉ cho người ta chơi game tí làm sao? Tiền nhiều rồi thì cũng phải tiêu chứ. Làm mãi tiền để đâu cho hết. Khổ. Không cho người ta nghỉ chơi điện tử được à? Dã man thật. Lại lên dạy đạo lý luôn. Cười đấy. Thôi được. Úi dồi ôi. Trận này là có vẻ hơi căng nhờ. Hơi căng đấy. Rồi ok. Không sao hết. Vẫn ổn. Úi dồi ôi. Ra cả gấu assassin này. Mẹ ghép mẹ hết đồ bắn trưởng rồi. Từ từ nhá. Thế thì từ từ dẹp Goblin thôi. Bây giờ chắc phải dẹp bớt mấy con này thôi. Đây. Ok chưa. Rồi. Mua con này. Vậy là chúng ta vẫn lẻ tiền à. Trận này vẫn có thể là chơi 9m để counter Goblin anh em nhá. Trận này chưa biết ở đâu. Gấu thì gấu thôi, anh em cũng thấy là tôi gấu tôi toàn bán đi rồi chứ còn tôi cũng không chơi đâu. Gấu trận này thì chắc là thôi giải tán. Đối với tôi thì thường con mấy con gấu này nó chỉ có cái tác dụng là đẻ ra để tôi bán đi lấy tiền thôi.
Và ở cái giai đoạn mà đầu game thì nó khá là khỏe, là tôi chơi tạm. Và trận này có thể là chơi kẹp Saman vào, mua tạm cái con Storm Saman để kẹp vào cũng được. Đấy. Còn tôi cũng chưa biết chơi gì, anh em thấy tôi ôm rất nhiều. Thấy ôm nhiều không? Đấy, bởi vì chính vì ôm nhiều này nên nhiều khi nó bị thọt tiền đấy, nên là phải chơi gấu để bán đi để nó bù lại tiền. Đấy rồi, thì anh em thấy không, nếu mà tôi bán ra vừa rồi là tôi sẽ không có được con Heaven Bomber 2 sao. Đấy, bây giờ tôi có thêm Heaven Bomber 2 sao rồi này. Từ từ anh em ạ, cứ bình tĩnh. Rồi, lấy thêm đồ đã, lấy cái giáp. Lấy luôn. Chốt luôn để giữ máu anh em ạ. Ok. Từ từ đã, từ từ đã, bán này đi. Mua con gấu này. Chúng ta có con gấu đủ 2 sao ở trên, nó cũng có tăng cơ anh em ạ. Bình tĩnh. Bây giờ nếu mà ra gấu mết thì chơi 12 con. À cũng không được, chơi 12 con hơi khó. Chuyện này chơi 12 con thì lại phải chơi theo kiểu là chơi gấu cơ, chứ không chơi 5 rồng được. Chuyện này không có rồng mết. 12 con thì mà phải chơi 4 gấu kết hợp với cả 9 mét à, 4 gấu kết hợp với 9 mét ở level 11. Level 12 kẹp thêm được một cái gì đấy vào. Máy bay chả, trận này có máy bay đúng không? Chơi được 9 mét kẹp máy bay khỏe. Nhưng mà đấy là chơi 9 mét thằng Ryu. Còn nếu mà giả sử nhưng mà không ra được gấu mét thì chơi 9 mét fake cũng ok. 9 mét fake được. Thọt tiền vãi đái anh em ạ. Round 12 còn có 12 tiền thôi. Đấy xem nào. Thằng Vũ Thành chơi Goblin rồi. Thằng Vũ Thành ngon đấy. Nhìn bài to đấy. Được. Thế thì chơi mết là chuẩn rồi anh em ơi. Chuẩn. Chuẩn bài à. Đấy 9 mét nha anh em nhá. Chưa ra một cây nhỉ. Chưa ra một cây nhỉ. Ui, khỏe đấy. Khỏe đấy. Cũng khỏe đấy. Hay quá. Ui rồi, được quá nhờ. Được quá nhờ. Búp chuẩn thế chứ đấy. Anh em ạ, à, búp đúng vào con Heaven Bomber luôn. Ôi xong rồi. Bắn được 2 lần tên lửa. Hay quá. Ê, sao ra Assassin nhiều này. Ra Assassin nhiều quá nhờ. Con cây này. Hai gấu assassin rồi. Tức là gấu assassin có thể lên được 2 sao mà đéo có đồ. Tiếc quá nhờ. Vớ vẩn con gấu assassin này lên 2 sao ấy. Cáo này. Cáo rồi cả gấu nữa. Chả nhé lại quay sang assassin thì không ăn được goblin. Trận này goblin khỏe lắm. Goblin là tí nữa là nếu mà ngộ không ngộ khiếc vào là căng này. Không được, chuyện này mặc dù là tôi muốn mua lắm rồi đấy, nhưng mà tính về cái tương lai trong trận đấu này có rất nhiều người chơi Goblin, đặc biệt là cái thằng vừa chửi tôi, chắc chắn là tôi không chơi Assassin đâu. Trận đấu này Assassin sùng hồ anh em ạ. 5 tiền co không có. Không có co 5 tiền Assassin. Đấy. Mà dựa vào gấu này thì làm gì có đam để đánh bọn ấy đâu. Con gấu này này nó phải giết người thì nó mới có đam để nó skill liên tục. Nhưng mà đánh với bọn Goblin mà kẹp, ví dụ tí nữa mà nó kẹp cho quả 4 Meteorite vào thôi. À 3 Meteorite vào thì chém nó như gãi anh em ạ. Không được. Thôi bỏ. Không nha anh em nhá. Vẫn tuân thủ chiến thuật đó. Ui rồi thằng Vũ Thành bây giờ nó còn đang có chuỗi nữa kìa. Xanh anh em ạ, xanh. Cái thằng chửi tôi nó xanh vãi đái rồi. Bây giờ 3 mét kết hợp với cả 2 Saman. Heaven Bomber vẫn đang đóng vai trò là co chính này. Một khống chế đến từ Storm Saman và bộ Saman thì cũng chưa đủ. Bây giờ phải Thunder lên được 2 sao thì mới yên tâm được cơ anh em ạ. Bây giờ hy vọng là con Thunder nó ra được 2 sao sớm cho tôi. Hoặc là bây giờ ra thêm một con gấu đá nữa. Ra gấu đá xong rồi tôi thêm cho tôi một con mèo nữa là được. À gặp Vũ Thanh. Thế thì bây giờ tao ăn được. Ui rồi không bắn được trưởng kìa. Ui rồi. Ui được không? Heaven Bomber của tôi vẫn sống cơ mà.
Heaven Bomber của tôi vẫn sống cơ mà. Ờ, ôi rồi ôi. Mình xin nhé. Cảnh cáo lần 1. Ờ. Cảnh cáo lần 1 đến từ vị trí của Tuấn Cơm cho Vũ Thành. Gửi nhẹ lời yêu thương. Ờ. Rồi. Xong. Giữ được chuỗi qua round 15. Round sau lại lên một cấp nữa thì cho con gì vào nhỉ? Cho con gì vào cho nó mạnh nhỉ? Round sau hy vọng là con gấu assassin lên được 2 sao thì ổn cho vào anh em ạ. Đấy. Được đấy. Ôi giời ơi, nó chỉ tôi kìa. Mê. Cay, nó cay đấy anh em. Tôi cũng đéo biết được, nhưng mà đa phần những cái thằng này tôi không nhớ nổi là trận trước nó thắng hay nó thua. Nhưng mà tôi nghĩ là với những cái kiểu cay như này chắc là nó thua đấy anh em. Chứ còn nó cũng đéo thắng ở tôi đâu. Không biết đấy trận trước là thế nào, nhưng mà đấy. Thua cay mới chửi. Chỉ có những thằng thua cay nó mới chửi thôi. Rồi. Hay quá. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận thằng đấy đấy anh em ạ. Nó chỉ thua mỗi tôi vì tôi chơi mết thôi. Chứ còn tí nữa mà nó cứ thắng mãi. Cái bọn kia nó có công nghệ nó roll thì cũng chả mấy chốc mà nó lại xanh đâu. Từ nãy giờ nó vẫn có chuỗi mà. Hai con Skybreaker 2 sao thì nói chung là kẹp vào là thành 3 con thì tín lắm. Cả mèo miếc các thứ vào khỏe mà. Tôi thấy nó full 2 sao rồi còn gì nữa. Thì cái bộ Goblin cái tầm này nó khỏe. Chứ cái round vừa rồi là cũng là may đấy mà gặp nó sớm đấy. Chứ còn mấy round nữa mà gặp nó thì chắc là cũng không ăn được đâu. Rồi. Cố gắng làm nào để giữ cái chuỗi này càng lâu càng tốt thôi anh em ạ. Bây giờ bài chưa ra Grim. Mẹ. Cáu thật. Grand Herald chưa có, Grim chưa có, chưa ra một con quy giạt nào. Đấy. Nhưng khả năng chơi gì đây? Tất nhiên là vẫn có một cái gọi là phương án 2. Đấy là nếu mà không ra được 9m thì có thể chơi God cũng được anh em nhá. À mà không, không chơi God. Chơi Mid-Saman. Mid-Saman anh em ạ. Bán God đi. Trận này là chơi, nếu mà chơi ý, ở level 10 ý, là chúng ta 6m kết hợp với các 4 Saman. Được chưa? Ok chưa? Đấy, nếu mà giả sử như không chơi được 9m là có thể chơi Mid-Saman được. Khi mà ở trong trận đấu này là chúng ta có đủ 4 Saman rồi, đúng không? Chơi 6m khi mà có rớt nữa. Có rớt kết hợp 6m được. Rồi, tính toán xem là round sau gặp thằng nào nào. Rồi, nhiều anh em hỏi tôi về cái việc tính toán thì cứ thằng nào mà chưa gặp thì nó sẽ gặp thôi nha anh em nhá. Ôi dồi ôi, cái thằng Nguyễn Lưu, thằng Hiếu Khờ, 4 gấu mẹ rồi. Căng thế nhở. Cái quạt 4 gấu rồi. Đúng hai thằng chưa gặp anh em ạ. Kimmy thằng này yếu. Thằng này yếu, ăn được. Goblin kẻ thôi, không sao. Hai thằng kia thì nguy hiểm. Ok. Ui, ra một trái trứng với một con gấu. Gặp hai thằng kia có vẻ khá căng đấy. Tôi nghĩ là đập trứng luôn anh em ạ. Thôi đập trứng luôn cho gấu đi. Hai thằng còn lại là hai cái thằng mà rất to. Rồi, như này có khi là ổn rồi. Gấu đá lên được 2 sao gánh team. Con gấu đá này là một cái con mà nó chơi ở các cái Selesai khác nhau ấy. Mà nó, cái sức mạnh của con này nó rất là mạnh. Đấy, nó có thể gánh được nếu mà nó lên 2 sao. Nó không như con gấu assassin là phải chơi ở bộ assassin hoặc là bộ beat. Hay là như cái con gấu mết là phải chơi ở cái bộ mết thì nó mới mạnh. Thì cái con gấu đá này này, nó không cần phải chơi ở cái bộ exit. Nó vẫn đã mạnh rồi. Đấy, còn nếu mà con này ở trong bộ exit thì nó còn mạnh nữa cơ. Nhưng mà thôi, không sao. Con này nó lên 2 sao là tôi sẽ không tiếc cái quả trứng đâu anh em ạ. Quả trứng là nó làm được. Quả trứng làm được anh em nhá. Mà trong trận đấu này thì tôi nghĩ là tôi cũng chỉ cần cái con gấu Saman này lên được 2 sao thôi là chúng ta chốt được ở chơi Saman rồi anh em ạ. Hiếu Khờ. Ok. Được. Ăn được, thằng này yếu.
Mặc dù có 4 gấu đấy nhưng mà vẫn chưa ra, vẫn chưa ra bài, chưa ra 2 sao. Ok. Đấy, tôi chỉ cần 2 gấu thôi nhưng mà tôi có 2 sao, nó khác. Ui lại ra trứng này, Grim. Ơ thế kẹp gấu được vào rồi đấy. Được không? Nhưng mà đánh như thế thì nó hơi mạo hiểm đấy nhờ. Nếu bây giờ tôi bỏ ra, tôi kẹp 4 gấu vào thì mạo hiểm cao quá, mạo hiểm cao quá anh em ạ. Thế thì mạo hiểm cao lắm. Thôi đèo chơi. Không, cái chuỗi nó mới là quan trọng anh em ạ. Tôi cần đéo thì mấy con gấu đâu. Tầm này tôi cần gì gấu. Khổ. Bây giờ cái tôi cần ấy nó chính là phải giữ được cái chuỗi này để có tiền để áp cấp. Thế thôi. Gấu bây giờ tầm này tôi có con gấu đá 2 sao là đủ rồi ở trong cái bộ Saman. Đấy. Còn bây giờ bảo lại tham lại cho 4 gấu vào câu con gấu cụ. Thôi 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 thôi, tham quá. Anh em nhá. Thôi bỏ qua đi. Ui dồi ôi, thằng Vũ Thành nó ra máy bay rồi đây này. Vai cứt máy bay ra 18 ạ. Ra từ bao giờ này? Ôi dồi ôi, thế thì ngu người rồi. Vậy là nó đủ cái bộ Goblin mech rồi. Đủ 6 mech mẹ rồi, cay nhờ. Thế thì thằng nào mà gặp cái thằng Vũ Thành ở round này thì đúng là ngu người rồi. Bởi vì là nếu mà thua ấy là nó có cái tinh hoa đầu tiên đấy. Sợ thật sự. Mày ăn được không? Ê vớ vẩn, đừng có thua nhá. Hay quá, giờ tôm Saman đặt đúng vị trí quá bạn ơi. Tuyệt vời. Hay quá. Sờ tôm Saman 10 điểm. Tốt, rất tốt, rất tốt. Grand Herat này. Rồi bỏ gấu vào phát nhỉ. Anh em nhỉ. Câu tí, câu tí, câu tí, câu tí, câu tí, câu tí. Rau này rau quái mà. Được, 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 được. Câu được một rau thôi. Câu được một rau thôi anh em nhá. Thực ra tôi bây giờ tôi đủ 4 Saman rồi đấy. Nhưng mà tôi chưa có co. Nên là nếu mà bây giờ tôi bỏ 4 Saman vào thì cái con gấu Saman nó phế luôn. Mà chưa có co thì yếu lắm anh em ạ. Bây giờ kiếm con co đã xong rồi mới bỏ được vào. Gấu Saman vẫn đang gánh. Tập này là phải ra được một con nữa lên 2 sao. Và bây giờ cái quả trứng này tôi không có đập cho Thunder đâu. Trứng này là tôi phải đập cho con rớt anh em ạ. Trận này kiếm rớt ra để trứng đập cho rớt lên rớt 2 sao sớm. Thunder thế nếu là trở lên 2 sao anh em ơi. Được gì phải đặt đập cho Thunder. Đập cho Thunder chỉ đập sớm thôi anh em ạ. Tầm này nó muộn rồi. Ui mẹ ơi, ra cả con gấu này. Một đúng một rào cho ba con vào luôn. Ảo thật đấy. Rồi. Tạm thời thế này đã. BKB, BKB, BKB anh em ạ. Ok. Cái lý do tại sao lại là BKB là bởi vì là trận đấu này Goblin nhiều. Tí nữa bắn trưởng kinh lắm anh em ơi. Không có BKB chết đấy. Tí nữa hai quả bom vào lỗ thì, chết hết. Cần BKB. Thậm chí là cần hai cái cơ chứ không phải một cái đâu. Hai cái cho hai con co. Chơi là chơi hai co. Ok, hay quá, gặp được Kimi này. Ui, Kimi này đi luôn này. Đéo làm gì luôn à. Ảo thật đấy. Kimi này như kiểu là bị kiểu ao hay sao ấy nhở. Không thấy làm gì luôn. Hai quả bom rồi. Ôi dồi ôi, nó đủ bộ luôn anh em ơi. Mẹ, cái thằng Vũ Thành nó ra đủ bộ mà nó không cần phải kích hoạt Wizard kìa. Hai quả bom máy bay rồi. Chết rồi, cho tôi gặp thằng đấy sớm đi. Cho tôi gặp thằng Vũ Thành sớm đi. Một round nữa mà không gặp nó là nó lên được con bom 2 thì thôi. Bài này đâu thể ăn được đâu. 6 Goblin kết hợp với cả bom 2 thì bài như này không ăn được. Khổ. Làm nào ăn được thằng đấy đây. Khó lắm. Con gấu đá nó là đam ấy anh em ạ. Đam vật lý. Mà cái bọn Goblin nó giáp vào to thì cái đam của con gấu đá này nó không xi nhê. Chúng ta cần là phải cần cái đam phép cơ. Để dí bọn Goblin cơ. Trận này đéo hiểu sao lắm thằng ao ấy nhở.
Chết rồi, với những cái thằng mà nhiều thằng ao này chỉ có béo thằng Vũ Thành thôi anh em ơi. Thằng Vũ Thành nó cứ gặp mấy cái thằng này là nó thắng, là nó có công nghệ. Thật là như thế luôn. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Bây giờ cứ xác định luôn là gặp thằng Vũ Thành đấy là mình cũng thua anh em ạ. Mà nếu mà, nhưng mà bây giờ ấy, tôi không làm gì cả. Bởi vì là như này này anh em này, bây giờ tôi quyết định là tôi đéo làm gì cả. Để cho tôi yếu ấy, để thằng khác nó ăn tôi ấy. Để cho một cái thằng nào đấy nó ăn tôi, để trước khi cái thằng Vũ Thành nó ăn tôi anh em ạ. Chứ còn bây giờ nếu mà tôi gặp thằng Vũ Thành là chắc chắn là tôi mất cái chuỗi này. Mẹ nó chứ. Bom 2, máy bay 2 ạ. Hai con lâm đồ 2 sao mà bây giờ mới có round 23. Ui mẹ ơi. Chết mẹ rồi. Bây giờ thì nó bắt đầu thoải mái trong cái việc nó chửi tôi đấy anh em ạ. Trông căng quá. Bài này thì có thằng nào ăn được nó nhờ. Mấy cái thằng này bây giờ nó vẫn yếu lắm anh em ơi. Làm sao mà nó có cửa ăn được. Ôi giời ơi. Thằng Vũ Thành nó lại gặp cái thằng Hiếu Khờ là cái thằng bị ao ấy kìa. Ôi chết rồi. Nó lại thêm một con bom nữa. Bom 2 sao nữa. Thôi. Trận này thôi. Khả năng cao xác định là bị nó chửi sấp mặt lết game luôn đấy anh em ạ. Dã man. Ui dồi, đấy anh em thấy Tuấn Cơm game này xác định nhé. Đấy anh em thấy không? Ô tiền sư đỏ nó to, bài nó to, bây giờ nó nói thế nào chả đúng anh em. Cay thật đấy. Mẹ ơi, đừng có gặp thằng Vũ Thành. Bố tiên sư, thằng nào ăn cái chuỗi đi, thằng Nguyễn Lưu ăn được. Nguyễn Lưu sang ăn đi. Ăn cái chuỗi này đi. Ăn cái chuỗi này đi. Đừng để thằng Vũ Thành nó ăn. Mẹ, cái tầm này tôi bây giờ tôi không có cách nào. Ôi trời ơi, gặp nó rồi. Ôi xong rồi, máy bay 2 bom 2 đỡ thế đéo nào được đây. Cái quả máy bay kia nó lổ một phát là chết hết mà. Trời ơi, anh em thấy không? Cái con này, cái con gấu đá này nó đâu có đam giết được bọn này đâu. Kìa, nó bảo xác định cái kìa. Thì xác định rồi chứ còn gì nữa, thì vẫn xác định là thua. Khổ. Cay thật. Căn bản quả vừa lấy xả tiền cũng đéo ăn được cơ anh em ạ. Xả tiền nó phải form được là 6m nhưng mà phải có rớt cơ. Hoặc là già 2 sao, nhưng mà già 2 sao anh em nhìn trước có con già nào không mạo hiểm được anh em. Chơi là nó phải cẩn thận, không mạo hiểm. Đấy. Cái tình huống đấy là cái tình huống mà không xả tiền nổi. Bây giờ nhá, ví dụ như là nó ra cho tôi một con già rồi. Và thậm chí là có một con Thunder Spirit 2 sao đi. Thì tôi còn có cái nó gọi là có một chút gì đấy, nó có khả năng là có thể ăn được chứ. Còn thậm chí là Thunder vẫn 1 sao. Già chưa ra con nào, không được anh em ạ. Đấy. Rồi còn phải 9, à còn phải 6 mét cơ. Không được 9 mét thì cũng phải 6 mét. Đó, thật sự. Rồi, rồi đã. Cũng không à. Không, không chơi. Bán con gì đi nhỉ? Bán con gấu đi. Gấu Saman cần một con à. Rồi còn cái quả trứng này đương nhiên là tôi sẽ không đập cho con gấu cụ đâu anh em nhá. Gấu cụ bài này không có cửa đánh đâu. Bài này nó to lắm. Late game là bây giờ là nó sẽ ngộ không ngộ khiếc các thứ vào thì đam đâu ra mà giết. Xong rồi lại trận đấu lại kéo dài đến mãi mãi thì thôi. Mất thời gian lắm anh em ạ. Nên là không chơi con gấu cụ này nhá. Đã chơi là chơi co là nó rớt. Chơi là 6 mét luôn. Đấy mà già vẫn chưa ra anh em ạ. Vẫn chưa thấy con già nào luôn. Ê mới cày. Hay là thôi. Chơi 3 mét thôi. Chơi 3 mét cũng được. 3 mét thì cũng mạnh. Không cần 6 mét đâu. Bom này. Còn bom này chơi không nhỉ? Thực ra nếu mà chơi bom thì cũng không gây được nhiều đam. Chơi trên máy bay cơ.
Ôi, già đéo chơi nữa. Già chơi nhá, ở đây máy bay rồi anh em ạ. Tôi chuyển sang tôi chơi gót đây. 10 slot, 4 gót 3 mét, 4 Saman, kẹp với cả máy bay, ok chưa? Đây, máy bay đây. Máy bay có đam anh em ạ. Máy bay mình có đam được. Chơi máy bay mình có đam được. Mình tính. Đây, 4 Saman đây rồi. Vãi cứt là có gì mà buồn khổ. Cũng chỉ là trò chơi thôi, gì mà buồn. Mà làm gì mà đã ăn được. Bây giờ vẫn còn đang, tôi đang top 1 kìa. Rồi gáy sớm thế. Bình tới từ từ. Làm gì mà đã thua. Con mẹ mấy cái thằng kia chết sớm đi. Chết hết đi, để tao solo nó. Ủa, nhưng mấy cái thằng này nó cứ sống dài, xong rồi cứ đến lúc gặp cái thằng kia lại thua. Thua lại cho rồi công nghệ. Thế có phải là nó vô địch không như vậy? Bây giờ mấy ông này bài yếu đi chết đi. Nhanh để còn coi như là solo nào. Tí nữa kẹp đùm vào khóa móm bom anh em ạ. Khóa móm bom máy bay của nó. Rớt rồi rồi. Rồi, chuyển đồ thôi. Chuyển đồ cho rớt. Rồi, ok, 4 gót anh em nhá. 4 gót, 4 Saman. Tạm thời như thế đã. Rồi, luôn tiếp nào. Máy bay 2, hay quá. Doom luôn này. Từ từ, nhưng mà Doom vào thì thay cho con nào. Thôi, tạm thời chuyển đồ cho máy bay đã anh em ạ. Máy bay dồn đam kết hợp với cả 3 mét ở đây. Đam của máy bay sẽ được cộng 30% đam. Sát thương ma pháp anh em ạ. Sát thương ma pháp. Rồi, gặp thằng này, ui bị Doom rồi. Máy bay bị Doom nhưng mà vẫn ăn được. Vẫn ăn được, yên tâm. Bộ này là bộ Saman kết hợp với cả God mạnh lắm. Ăn được tốt. Ok. Doom mình cứ để ngoài anh em ạ. Tí nữa sẽ thay vào, có thể thay mết đi. Cho Doom vào thêm, hai Doom vào anh em ạ. Từ từ đã. Tí nữa nếu mà đủ đồ là đam của rớt là nó đủ. Không cần phải kích hoạt mết đâu. Đến cái lúc đấy chúng ta có thể cho Doom vào, chúng ta thay hai con mết ra bằng hai con Doom. Và hai con Doom này nó có cái tác dụng gì? Nó Doom con máy bay với Doom con bom. Late game anh em ạ. Trong cái trường hợp mà nó xanh nó lên được con Doom à, nó lên được con bom 3 ấy, hay là con máy bay 3 ấy, thì cái con Doom nó rất quan trọng để khóa skill của hai con đấy. Đấy, chỉ cần khóa được skill của hai con đấy thôi là hoàn toàn là đối thủ là không có đam. Đấy, đam những cái con Goblin còn lại thì nó có đáng là bao nhiêu đâu, đúng không? Nên là chủ yếu là vẫn phải giữ cái con Doom này cho cái việc là counter đối thủ lên game. Rồi. Đấy, thậm chí là chúng ta có thể là kẹp hai con Doom vào. Saman cũng có thể là biến ra con Doom thì nó sẽ thành rất nhiều Doom. Ok. Chuẩn bị trước như thế đi. Rồi, giết lốt cái thằng đi này. Giết lốt thằng này đi, thằng này chết rồi. Gọi ra con cây đẻ rất nhiều quân. À nhưng mà đây bản sao. Ủa mày chết hết đi nhanh lên. Chứ còn cứ để nó thắng như thế kia thì không ổn tí nào đâu. Xuống hố đấy. Roll nào. Tôi có linh cảm là ra con rớt ở round này. Rớt 2, rớt 2, rớt 2, rớt 2, rớt 2. Úi dồi, rớt 2 đây rồi. Được đấy. Vẫn có cơ hội anh em ạ. Cái vấn đề ở đây là đừng để nó lên được cái con ngộ 03. Ừ, vẫn có cơ hội nhưng mà phải nhanh lên. Phải gặp nó đi, phải cắt chuỗi nó đi. Không là nó đang quá xanh rồi. Về căn bản là cái bộ đấy nhá, nó còn kẹp được cả Kira nữa đấy anh em ạ. Nếu mà lấy đồ Kira xong rồi cho ngộ không đánh ấy là căng lắm ấy nhá. Tôn ngộ không nó vừa trâu mà nó máu nó nhiều. Đam nó lại to nữa. Tốt nhất là lên kết thúc trận đấu sớm, gặp nó sớm. Lấy cái giáp băng. Rồi có giáp băng, có gậy gai để chống hồi máu ở đây rồi. Tôi nghĩ là dồn đồ lại cho rớt thôi anh em ạ. Dồn đồ cho rớt thôi. Con máy bay này chỉ cần thả được một quả thôi.
Thả được hai quả là tốt, nhưng mà nếu mà thả được một quả thì cũng được rồi. Cần thả một quả đó. Nói chung là đồ dồn cho hai con. Lại trứng này. Bây giờ tôi roll chay ra con máy bay ba để tôi đấm với nó, anh em thấy được không? Bây giờ mình roll chay này, mình có trứng rồi này. Khóc thét. Rồi ôi, anh em có thấy tôi vừa cười không? Đéo ai khóc, có cái gì mà khóc. Hay quá, gặp rồi. Để xem ai phải khóc nhá. Ai mới là cái người phải khóc? Ờ, này, úi dồi ôi. Clear hết rồi, còn mười mình con cũng không thôi. Một đánh với hai. Ồ, úi dồi ôi, đéo được rồi anh em ơi. Vẫn đéo ăn được nó. Khóc như thế này đã đủ chưa hả Vũ Thành? Thực ra, ngay từ đầu khi nhận thấy đối thủ chơi Goblin rất xanh và gái sớm, chính vì điều đó tôi phải chọn một line up có thể counter vào Goblin trong trận đấu này. Chính vì thế tôi đã chọn Godmate khi nhận thấy ở trong truyền thuyết có con rớt. Mate có thể counter ở bộ Goblin. Tuy nhiên điều đấy vẫn chưa đủ. Trong bộ truyền thuyết không hề có con Lancer, một con counter trực tiếp vào bộ Mate. Chính vì thế dù đối thủ có xanh đến như thế nào thì cũng không thể kiếm được con Lancer 3 sao để counter vào tôi. Tất cả những điều trên cho ta một đáp án cuối cùng. Đấy chính là chiến thắng. À, anh em thấy chưa? Đơn giản. Quá đơn giản. Nhưng mà cái nhạc nó nhanh quá. Nhạc suy luận Colan nó nhanh quá. Chưa kịp nói hết anh em ạ. Thực ra thì nó lại không phải là như thế. Nếu mà chỉ có hai cái lý do trên thì không giành chiến thắng được đâu anh em ạ. Cái lý do thứ ba là con Tôn Ngộ Không là cái con mà đối thủ đã chọn làm cái con co chính, dồn hết đồ cho Ngộ Không, và nó làm con đánh gần anh em ạ. Chính vì thế là khi mà chúng ta kẹp 4 cọc vào trong trận đấu này thì Ngộ Không chỉ có mà ôm cọc cho đến chết thôi nhá anh em nhá. Cọc là nó có số máu là 3 lần của cái số lượng của đối thủ trên bàn cờ. Tức là Ngộ Không phải oánh tổng cộng ở đây là 30 phát với cọc thì cọc mới lổ. À, anh em thấy không? Tính toán rất là chặt chẽ từ vị trí của Tuấn Cơm. Đối thủ hoàn toàn không có cửa ở trận đấu này. Thậm chí là tôi đã chuẩn bị cẩn thận đến cái mức mà coi như là tôi sợ đối thủ kẹp Doom. Tôi đã để sẵn cái bộ Saman để tránh cái việc bị Doom ở đây. Ôi dồi, anh em thấy chưa? Cười không? Chuẩn bị quá là kỹ lưỡng luôn. Ôi giời. Ôi dồi, vẫn thua. Thì đéo nào. Ôi dồi ôi. Không, mình trâu thế. Không. Gì? Gì thua được? Không, vô con nhà bà Lý nhờ. Không thua được, không thua được. Vô lý quá. Thunder Spirit cho lên 3 anh em nhá. Khả năng cao là vừa lấy là lỗi game thôi anh em ạ. Không vấn đề gì hết đâu, tôi nghĩ là như thế. Tầm này làm gì có chuyện thua được, cứ từ từ. Bình tĩnh. Bây giờ nó biết là nó khôn rồi, bây giờ tôi không cướp được con máy bay nữa anh em ạ. Dã man thật. Lấy là cướp được máy bay đấy, bây giờ không cướp được máy bay nên là chính vì thế bị thua. Khả năng là do không cướp được con máy bay anh em ạ. Ôi dồi ôi, chuột kiểu đéo nhả ra cái vị trí đấy. Tôi định cướp con bom ấy, ở trong round vừa rồi nhưng mà nó lại bị rơi chuột mất đúng cái vị trí. À, bây giờ ăn được không? Ê, Ngộ Không, ui giời, Ngộ Không chấm máu kìa. Này thì Ngộ Không. Ui giời ơi, 18.000 đam nó rớt anh em ơi. Làm gì có cửa. Không anh em ơi, bây giờ nó run. Bây giờ nó chỉ có run tay thôi. Nói cho nhanh. Đấy, tôi cũng run tay, ờ tôi kiếm con rớt 3 này. Còn hai con nữa thôi là cũng rớt 3 rồi. Nó cũng run tay nó ra, nó kiếm Ngộ Không 3 được chưa, ok chưa? Ừ, quá ok luôn. Trận này thần rớt đấu với cả Ngộ Không à? À, Ngộ Không trên đường đi thỉnh kinh lạc vào xứ sở thần thoại Hy Lạp à? Dã man. Rồi để xem nào. Kinh đấy, bom 3, máy bay 3 đấy. Nhưng mà trời ơi, không ăn thua.
vẫn gọi là vẫn là thua thôi anh em ạ. À, chả qua là có một trận là lỗi thôi, lỗi tí thôi anh em ơi. Lỗi tí là do là không xếp được cho nó, gọi là bắt được con máy bay thôi anh em ạ. À, đấy, hoặc là rớt là giật gọi là giật có tỷ lệ là giật trượt thì nó mới thua thôi. Rồi lấy cái chén thánh đi, chén thánh cho trâu, rớt trâu lên, tránh cái việc của nó bị gõ. Vừa nãy là tôi thấy là con rớt nó bị gõ hai phát là chết rồi. Rồi chúng ta roll tiếp nào. Bây giờ kiếm con khan 2, ưu tiên cho con khan. Rồi từ từ đã anh em, tí nữa đưa cái hàng Saman này lên 3 sao cũng được anh em nhá. Mà bây giờ tôi nghĩ khả năng không cướp được con máy bay đâu. Con máy bay nó có cái bờ linh không cướp được. Đấy anh em thấy không? Nhưng mà con ngũ không này liệu rằng nó có thể thoát được cái cọc được không? Úi dồi, đấm lên bao giờ mới hết được cái cọc? Ây giời ơi, ngộ không. Ngộ không này chỉ mạnh ở trong chuyện Tây Du Ký thôi. Đây là nhầm chuyện rồi, nhầm chuyện rồi. Trong thần thoại Hy Lạp thì ngộ không đâu phải những diễn viên chính đâu. Diễn viên chính nó chỉ là con khỉ thôi. Tí nữa một con khỉ cháy xém, bị sét đánh cháy. Squire này chết rồi, full rồi. Rồi ưu tiên cho Squire. Tí nữa bán gấu đi thay Squire vào. Tỉnh đấy, ngộ không lên 3 sao rồi. Đấy hóa tề điên đại thánh. Úi rồi ôi, tề điên đại thánh bị giật phát gần chết. Nhấc cái tay lên và đấm cái cọc đi thằng ngu. Úi rồi ôi, ngộ không thì ngu quá. Ôi rồi ôi, ngộ không ơi là ngộ không. Ngộ không 3 sao đấy à, mà giờ gáy đi. Không thấy đối thủ nói gì luôn anh em ạ. Vừa lấy thế nào đấy nhở? Nào thì tuần cơm chỉ có khóc thét. Đúng, khóc nguyên một dòng sông. Khóc to lắm, khóc to lắm bạn ơi. Vừa khóc to lại kết hợp với cả tiếng mưa rơi. Một cái không khí nó rất là coi như là trầm lắng. Đấy, anh em có thể cảm nhận được đối thủ trong trận đấu này im luôn, im re. Ngộ không 2 sao đã không ăn được, ngộ không 3 sao ăn được không? À sẽ là ngộ không 3 sao sang đây. Ôi trông kìa, ngộ không 3 sao góc đấy ôm mấy cột thôi. Ui rồi ôi, ngộ không đấm cột ạ. Đấm cọc bao giờ là mới hết được cái cọc anh em ơi. Tôi đã nói rồi, x3 số máu cơ. Ngộ không đánh 30 cái mới vỡ cái cọc thì đỡ thế đéo được ngộ không ơi. Ngộ không khỏe. Ok, vậy là con khan nó lên được 3 sao rồi. Nó rớt này hết giờ rồi anh em ạ. Bây giờ phải xếp bài thôi. Từ từ đã anh em. Round sau sống thì đưa con rớt đến 3 anh em nhé. Còn không thì thôi, trận đấu kết thúc. Ôi dồi ôi, ngộ không bị hack. Ôi dồi ôi, cái con Squire tôi biến thành viên quái nhìn nhện kia. Ôi dồi ôi, lạc vào động bàn tơ rồi ngộ không ơi. Đéo đấm trúng được phát nào luôn. Ôi dồi ôi, lưới trời lồng lộng, vỡ mộng Vũ Thành. Ngộ không 3 sao thì nói chung là nó cũng là tề thiên đại thánh đấy. Nhưng mà rất tiếc là tề thiên đại thánh lại lạc vào thần thoại Hy Lạp. Thần thoại Hy Lạp thân rớt mới là tối thượng nhá. Lời cuối gửi đến Vũ Thành. Gáy ít thôi. Gáy để làm gì khi mà cuối game lại phải im. Nói đi, tôi bây giờ cần nói thì chả thấy nói. Có nói được nữa đâu, khổ. Cứ tranh thủ gáy. Ừ thế đúng thật, cuối game không gáy được thì mới phải là gáy đầu game. Tranh thủ gáy lúc nào được thì gáy. Ngộ không 3 bom 3, máy bay 3, nghe lời ghê. Nghe lời kinh đấy, kinh đấy. Ừ, yên tâm lắm, yên tâm lắm là thế nào rồi cũng top 1 thôi. Vô địch thôi, nhưng mà ai ngờ
Chưa, nhìn lại ở phía trên vẫn còn tuần cơm nhá. Rồi, rất là cảm ơn các anh em đã xem và like clip này. Anh em có thể đăng ký để xem thêm các cái clip khác của tôi. Còn thời gian anh em có thể chọn clip bên dưới. Hai clip đó đều là những hai clip gặp anti fan và bị anti fan chửi anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.